chính mình. Dạ, rất là cảm ơn Ngân Nông rất là nhiều. Dạ. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng. À, bây giờ thì cô tu nữ Thầm Má Cha Tri đã mở hàng rồi. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Tề Đức à. Dạ, có sư vào đạo tràng trong hôm nay rất là ấm cúng, nên là kính thỉnh sư. Dạ, con kính thỉnh sư. Dạ sa thú, sa thú. Dạ sư xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 59 ạ. Ê quăng sang ca rắp phu tê xuống anh thấp phu tê út thuốc cha nề ắt tí rồ chất tích bằng nhà giá samma sambut thassa vaco, cũng vậy giữa quần sanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hoa sen dễ mến dễ ưa, mọc lên giữa đống bùn nhơ vệ đường. Môn đệ đức chuyển pháp vương, trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm. Và đó là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kể. Ê quăng sang ca ra phu tê xuân anh thơ phu tê bồ thu cha nê a ti rô cha ti băng nha ya sam ma sam bồ tát sa va cô. Ê quăng sang ca ra phu tê xuân anh thơ phu tê bồ thu cha nê a ti rô cha ti băng nha ya Samma sambuddhassa vakkhu. Ê quăng sang ca ra phu tê anh tha phu tê bồ tát cha năng bồ tát cha ni atiro cha ti bành nha ya Samma sambuddhassa vakkhu. Dạ, xin xin hết ạ. Xin mời người tiếp theo ạ. Xin mời cô Rạng Đông ạ. Sa thú Đại Đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Thâm Á Chá Rí. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 59. Ê quăng sang ca ra phù tê su anh tha phù tê u thu cha nê a ti rô cha ti pan nhà giá sam ma sam bu tha sa hoa cù. Ê quăng sang ca ra phù tê su anh tha phù tê u thu cha nê a ti rô cha ti pan nhà giá sam ma sam bun tha sa hoa cùng. Ê quang sang ca ra phù tê su ăn tha phù tê pu thu cha nê a ti rô cha ti pan nhà giá sam ma sam bun tha sa hoa cùng. Cũng vậy giữa quần sanh quế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê quăng sang ca ra phù tề su anh tha phù tề bố thu cha nề a ti rô cha ti bằng nhà giá sam ma sam bố tha xa hoa cùng. Hoa sen dễ mến dễ ưa, mọc lên giữa đống bùn nhơ dễ đường. Môn đệ đức chuyển pháp dương, trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sistina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư bà với cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 59.
E vang sang kha ra phù tê su an tha phù tê put tut cha ne a ti ro cha ti pan nha ya sam ma sam put tha sa wa ko. E vang sang kha ra phù tê su an tha phù tê put tut cha ne a ti ro cha ti pan nha ya sam ma sam put tha sa wa ko. Cũng vậy, giữa quần sanh ế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí của hòa thượng Thích Minh Châu. Ê hoàng sanh kha là phu thế xứ an tha phu thế phu thun cha nê a ti ro cha ti ban nha ya sam ma sam phu ta sa wa ko. Ê vang sang kha la phu thê su an tha phu thê phu thun cha nê a ti ro cha ti ban nha ya sam ma sam phun tha sa wa ko. Hoa sen dễ mến dễ ưa mọc lên giữa đống bùn nhau gãy đường, môn đệ đức chuyển pháp vương trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tâm. Dạ, con kính tri ân quý sư với bà cô tu nữ. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 59. Ê quan sang ca ra pu tê su an tha pu tê phút phú phút chá nê á tí rô chá tí banh nhà giá samma sambuddha sawako. Evang sankara ute su antha ute phu thut cha ne ati ro cha ti banya ya samma sambuddha sawako. Ê quang sang ca ra phu tê su an tha phu tê phu thút chá nê a tí rô chá tí banh nha giá sam ma sam bút thá sa quá cô. Ai cũng vậy, giữa quần sanh ế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hoa sen dễ mến dễ ưa mọc lên giữa đống bùn nhơ vệ đường, môn đệ đức chuyển pháp vương trí tuệ chiếu sáng khắp vườn tối tâm. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của huynh Quách Khánh Á. Sa thu sa thu, lành thầy xin cảm ơn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Kính chào cô tu nữ Dhammachari cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 59 và cảm ơn sĩ Tạng Đồng Xích Nhịch Hình cho biết nghe rõ. Evaṃ saṅkhārā bhūtesu antha bhūte bhūtu ca ne ati rocca ti paññāya sammā sambuddha savakko. Evaṃ saṅkhārā bhūtesu antha bhūte bhūtu ca ne ati rocca ti paññāya samma samputta savako. Evang sankhara putesu antha pute putu chane
Ati rojati panyaya sama samputha savako. Cũng vậy, giữa quần xanh, uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Hoa sen dễ mến dễ ưa, mọc lên giữa đống bùn nhơ về đường, môn đệ đức chuyển pháp vương, trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm. Bản cổ thơ của Ngài Giấy Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Dạ. Dạ con xin được xuống mic. À, thấy chị Thuyền. À, mời Quang Thanh nha, mới vào room. Dạ, ra thủ kinh cảm ơn Minh Quát Tha Na. Dạ, cảm ơn Sư Hoàng Việt Thích Rạng Đông cho nhục mình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, nhục mình kính chào đạo tràng. Quang Thanh ơi, có nghe được âm thanh nhục mình không? Mới vào đạo tràng có nghe được không? Thì xin đưa bàn tay nha. Dạ, nhục mình trong khi chờ đợi, nhục mình ôn bài trước nha. Vì giờ nha, cho nhục quỳnh ơn bài trước ha. Rồi bằng thành chứng mỹ nha. Dạ cảm ơn quỳnh bác thanh á cho bài học. Dạ con xin được ông bài câu pháp quốc kinh số 59 á. Ê quang sanh ca ra phụ tê su an thập phụ tê bu thuốc cha nệ a ti rơ cha ti bản nha và sầm ma sầm buốt thà sa quá cô. Ê quang sanh kha ra phụ tê su an thập phụ tê bô thu chuột cha nê a ti rô cha ti bàn nha gia sầm ma sầm bột tha sa qua cơ. Cũng vậy giữa quần xanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ê quan sanh ca ra phu tê su anh tha phu tê bù thuật cha nê a ti rô cha ti bản nha ya sam ma sam bút tha sa qua cô. Ê quan sanh ca ra phu tê su anh tha phu tê bù thuật cha nê a ti rô cha ti ban nha ya sam ma sam buốt tha sa qua cô. Hoa sen dễ mến dễ ưa, mọc lên giữa đống bùn nhơ về đường, môn đệ đức chuyển pháp vương, trí tuệ thiếu sáng khắp phường tối tăm. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, nhục quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ kính chào Bảo Canh, kính chào tôi là vị nhé, vừa vào đạo tràng. Dạ Quang Thanh ơi, có trả bài không? Alo alo, đã bài đi Quang Thanh. Rồi mời Quang Thanh nha. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ạ. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ sư Đại Đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 59. Ê quang san ca ra phù tề su an tha tha phù tề phút bu thút cha nề a ti rồ cha ti bành nhà gia sàm ma mà sàm út tha xà hoa cổ. Ê quăng săn ca ra phù tề su an tha phù tề bu chút cha nề a ti rồ cha ti bành nhà gia sàm mà sàm bút tha xà hoa cổ.
Cũng vậy giữa quần xanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ tri, đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Ê quang san ca già phu tê số an sa phu tê bùn thú cha nê a tí rô chát tí vanh a rô a tí rô cha tí vanh nga ya sam ma sam bút tha sa hoa cô ê quang san ca ra phu tê su an tha phu tê bùn thú cha nê a tí rô cha tí banh na ya sam ma sam bút tha sa hoa cô. Cũng vậy hoa sen dễ mến dễ ưa mọc lên giữa đống bùn nhơ vệ đường, môn đệ đức chuyển pháp vương trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm. Dạ của Hòa Thượng dưới Đức, dạ con đã đọc và kệ xong, dạ con xin xuống bích ạ. Con kính cảm ơn cô Hình chú Quát Thần Á đã quát bài. Sa thủ kính cảm ơn Văn Thành. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bách Thành Á xích đoàn đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính lãnh lễ Thường Tòa Tệ Quyền vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Văn Thành cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Tệ Đức đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 59. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, Xích Rạng Đông, Xích Chi Na, Cẩm Vân, Quỳnh Quát Thanh Á và Quang Thanh đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới câu pháp của kinh số 60. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước đàn chúng ta được Thượng Tọa Tệ Quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Á đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Da Ha Sa. Nam mô A sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam buat da ha sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được niệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng anh người khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Gia. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 60. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu. Dạ sa thú con kính dâng bích đến sư ạ.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ quý vị được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành tâm đảnh lễ, kính lễ đến Đức Phật, kính lễ đến Đức Pháp, kính lễ đến Đức Tăng, kính lễ đến Đức Ca Tự Đức cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Hôm nay không có tổ minh hạnh ở trong đông. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học câu Pháp Cú số 60. Đó là câu Pháp Cú mà chư Bà La Quát Gá, tức là phẩm ngu, phẩm ngu nhân. Phẩm ngu nhân sẽ là chúng ta bước qua cái phẩm ngu Bà La Quát Gá này. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawanta Aphiwa De Misoa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namma Sami Supatipanno Phakkawato Sāvaka Sangho Sangkhang Namma Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh tăng khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, người nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, hôm nay nếu mà không có cô, như không thấy cô Ái Minh thì có lẽ không có Ái Minh thì cô nào đó, cô Nhật Quỳnh hay cô nào đó, cô Như Thích Nghĩa Dùng, chúng ta cứ biết vậy được rồi. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Câu Phật Cú này là Đi Kha Cha Ra Ka Tô Ra Tị Đi Khan San Ta Sa Yô Cha Năng Đi Khô Pa La Năng San Sa Rô Sát Tham Mang Á Quý Cha Na Tăng. Bây giờ chúng tôi sẽ thích nghĩa cái câu đầu tiên gọi là Đi Kha Cha Ra Ka Tô Ra Tị, mà chúng ta vừa thấy cô Nhật Quỳnh đã bóp lên ở trên. Cái chữ Đi Kha đây là một tỉnh từ nữ tính. Nó đo cái nói lên một cái khoảng cách, cái đo là cái chỉ số là dài hay là ngắn, mà đây cũng nghe Đi Khá là dài, Rát Tí là ngắn ha. Đi Khá là dài, Rát Tí. Dạ, còn đây chúng ta học chữ Đi Khá đó là chữ dài, là tỉnh từ Cha Ra Ga Tô. Đây là từ căn Cha Gá cộng với Anh Tá, nó là hiện tại phân từ, có nghĩa là của người đang thức, người đang thức. Còn Rất Tí, Đi Quá là ngày, mà Rất Tí là đêm. Dạ, ngày và đêm, đây là một danh từ nữ tính. Đó là chúng ta tức là ở đây tức là đêm dài đối với kẻ thức, đó là vậy đó. Dạ, câu thứ hai là Đi Khăn San Tá Sa Vô Chà Năng, cũng là đi khá nữa, tức là nói về đo một cái chiều dài nữa. Dạ, yeah. Chúng ta ở trên đó chúng ta thấy đó, và đây cũng nghĩa là đi khăn. Đi khăn đây là chia theo đối cách thôi, chứ không có chuyện gì hết. Nói đến dài. Dạ, yeah. Còn san tá xá, tự căn san, san xá đá đó. Dạ, yeah. Là hoặc là cộng với san, cộng với tá. Đây là một quá khứ phân từ đối với kẻ đã mệt, đối với kẻ đã mệt mỏi, hay là của người đã mệt mỏi. Rồi cái chữ vô chánh á, từ cái chữ vô chánh năng, đây là danh từ trung tính, tức là một vô chánh á, tức là bằng 16 vô tuần, một vô chánh á. Rồi bởi vì đó là một vô từng dài đối với kẻ mệt, một vô từng tức là một cái đường đi dài của kẻ mệt. Vì rồi chúng ta đã xong cái câu thứ hai và câu thứ ba. Đi khô pa la năng sẵn xà rô Sách tham mang á quý cha na tăng, hay là đi khô ba la năng sang sa rô. Cũng là cái chữ đi khá, mà ở đây nó là danh từ chủ cách. Dạ, nó đi khô, nam tính là nó dài, ba lá. Từ cái chữ ba la năng là chia theo theo chỉ định cách. Ha, xin lỗi, chia theo sở thuộc cách. Ba lá mà chia ba la năng, đây là chia theo số nhiều, sở thuộc cách số nhiều. Cách thứ năm là của những kẻ ngu, của, đối với kẻ ngu hay là của những kẻ ngu. Sansara là từ cái chữ cái căn, căn xăng cộng với xa, nó thành có như là xa rô xa rá. Đây là một danh tính, một danh động từ, mà nên kêu theo chủ cách là luân hồi hay là sự di chuyển. Thì tiết độ ngữ nó là tiết độ ngữ xăng,
Và chữ xá này có nghĩa là chuyển hay là di chuyển đi theo, nó chỉ vậy thôi. Và ở đây có nghĩa rằng, có nghĩa là cái luân hồi dài, dạ, luân hồi dài. Rồi Awichanatang, tức là từ chữ Awichanatang đó mà chia theo đối cách, đây là hiện tại phân từ. Đối với người không biết, tức là đừng ngữ ác, cũng như là cái chữ Awichanatang là từ cái căn nha, tức là mà chia theo hiện tại phân từ, tức là đang khi biết hay là đang biết, đang hiểu biết. Dạ. Và chúng ta thấy được tiếp tục ngữ ví, tức là chỉ kêu cái sự nhấn mạnh căn nha, tức là sự hiểu biết. Thì ở đây có nghĩa rằng là luân hồi dài đối với người ngu không biết sách tham mát, tức là sách tham ăn, mà có nghĩa là cái chánh pháp. Luân hồi dài thì đối với kẻ ngu không biết được chánh pháp chữ tham mát, chúng ta thường nghe đó, không biết được pháp hay không biết được chánh pháp. Thì qua đó chúng ta được cái có nghĩa rằng là mà Hòa Thượng Minh Châu dịch ra rằng là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Và Hòa Thượng ở đây xuống đêm, Hòa Thượng Viên Minh: người mất ngủ thấy đêm dài, đường xa mệt mỏi đôi vai lưỡi, ngu nhân chẳng thấy pháp lành, luân hồi nào biết, méo manh nẻo về. Còn ở tâm cao thì chúng tôi nhớ là đêm dài cho kẻ thức, luân hồi ác gì. Dạ, thì nó có nhiều cái cách dịch, nó có nhiều cách phổ thơ. Dạ, chúng ta vừa nghe cái giải thích ý nghĩa cái câu như thế, và bây giờ chúng ta tiến vào cái dương sự. Hôm nay duyên sự này nó dài, mà cái nghĩa đó thì nó rất là ngắn. Cái nghĩa đó nó ngắn nhưng điều nó dài, nó có nhiều cái ý nghĩa đó, nó đặc biệt. Thứ nhất, bây giờ theo cái duyên sự á, tương truyền khi vua Ba Tư Nặc á, nước Cô Sa Lá, bây giờ chúng ta trình bày là cái duyên sự. Cái câu phúc cú này nó có nghĩa là một cái người mà có cái cô vợ đẹp và nhà vua gặp được, đó là nhà vua Ba Tư Nặc. Thì một cái dịp lễ, vua Ba Tư Nặc cởi cái vôi trắng, nó trang hoàng lộng lẫy đi khắp thành. Thì đến đâu thì dân chúng người ta phải dọn dẹp các cái, cũng như là thần dân, cũng như là các cái người lính tráng, người ta dọn dẹp đường để cho vua đi. Trước đó đã dọn và bây giờ thì cũng coi như dẹp đường dẹp xá, mà như ngày hôm nay là cả những chính khách đi mà có cái xe dẫn đầu vậy đó. Dạ. Thì trong khi mà đi diễu hành lộng khắp cái thành như vậy, đến lúc thì nó gần kết thúc rồi, thì dân chúng mới chạy là loạn xạ hết tất cả. Thì đây là một cái phước lành mà vua Ba Xê nó biết có được nhiều cái phước báo, và cho nên được nhiều cái chuyện mà quyền thế, hoặc là vừa báo xe báo vân vân. Thì trong khi đi như vậy đó, thì trên lầu chốt một tầng lầu, mà ngày nay chúng ta cũng như là như cái chung cư vậy đó, có một cái thiếu phụ của một người nghèo nhìn qua cái cửa sổ mà nhìn Đức Vua. Thì cái Đức Vua chợt nhìn thì nhìn cô ta thì rất là, cô vua rất là vừa lòng. Đến mà vua nhìn chăm chăm vào cô ta, xích coi như là vua nó đi, mà vua phải giật mình chỉnh cái thân mình lại, chúng thôi là té. Thì trở về hoàng cung mang cái hình ảnh của một cái cô thiếu phụ đó, mới hỏi cái người thân của mình, cô thiếu phụ đó là ở đâu vậy, tức là như thế nào. Thì cái như lính hầu mới đi dò xét, mới hiểu thì đó chính là vợ của một cái người nghèo.
thì ông ta khi nghe mà vua hỏi tới mình như vậy, hỏi tới vợ mình á, thì ông ta biết ông ta nguy hiểm đến cái tánh mạng rồi. Ông ta dám cãi lệnh và vua thì kêu đi vào. Thì vua đến hầu vua và vua kêu ông ta vào để coi như là vào cái đội lính. Ông ta từ chối nhưng sợ như điều mà buộc phải sợ kết tội, cho nên ông ta phải vào. Và khi ông ta vào trong quân lính thì vua với cái tâm ác xấu nghĩ bây giờ bắt ông ta để ông ta phải đi xa, đi phục dịch như thế này thế kia để ông ta không còn nữa, để vua sẽ chiếm đoạt cái vợ của ông ta, chứ nếu giờ còn sống thì không được, bây giờ để cho ông ta chết, tìm cách để gài cho ông ta chết. Thì nhà vua nó bắt đầu sai ông ta đi tìm cho nhà vua được cái đất đỏ với bông súng màu đỏ và màu xanh. Nếu không có mang về kịp giờ vua tắm thì sẽ bị can tội chết. Thì kính thưa quý vị là vào cũng như là buổi sáng vua hạ lệnh cho ông dậy và buổi chiều đó phải đem về tới. Thì ông ta hốt hoảng về báo với vợ, tức là chuẩn bị cơm nước cho ông ta để ông ta ăn nhanh và ông ta đi vội, ông ta đi. Và khi ông ta đi á, ông ta đem theo một phần cơm. Có một vị khách, và trên đường ông ta đi có một người khách thì ông ta cũng mời cái người trên đường đó ăn cơm cùng với ông ta. Thì ông ta đi tìm mãi như vậy, khi mà ông ta ăn xong, xin lỗi, cùng một vị khách, khi ăn xong ông ta phức một cơm, sau khi mà rửa miệng ông mới cái hồ, ông ta mới lớn tiếng khấn nguyện rằng do cái công đức bây giờ tôi chia sẻ cái phần cơm cho cái người khách trên đường, cũng như là tôi đã phức mất cơm xuống hồ này, tôi khấn nguyện ở Long Vương ở tại nơi đây, xin hãy hiểu được tấm lòng của tôi. Bây giờ tôi đang tìm một cái đất đỏ và bông súng đỏ và bông súng xanh để đem về cho vua. Thì cái câu hướng nguyện đó, cái câu mà cầu mong đó tới cái Long Vương. Và Long Vương nghe cái lời khấn đó, quá thành ông lão là người lính đến hỏi kỹ. Sau khi nghe người lính nói và cái người lính này á, nói được như vậy rồi á, thì do sợ như vậy, cuối cùng Long Vương giúp cho ông ta đem cái gì, đem cái đất đỏ và bông súng xanh, súng trắng, súng đỏ đem về cho ông ta, thì cái vua kịp thời để vua không có hại ông ta. Nhưng khi ông ta đem về đó thì vua biết ông ta có đem về được, có thể ông ta ngăn cản cho đóng cửa thành. Và ông ta chỉ đi đến thì ông ta đặt cái bông súng trước cái cửa thành và ông ta la lớn lên: tôi đã được vua giao có như thế, và bây giờ tôi đã làm như thế, bây giờ vua đã đóng cửa, xin mọi người làm chứng cho tôi. Và ông ta buồn quá, ông ta đứng nghĩ như vậy, giờ không biết mình đi đâu đây, bây giờ nó nguy hiểm quá, bây giờ đi về nhà thì không dám đi, mà cũng như đi vào thành thì đưa cho vua cũng không được, thì ông ta mới nghĩ thôi được rồi. Thì ông ta biết gần ở trong cái thành này có một cái chùa, đi đến tỉnh xá đó rồi xin ngủ lại, xin chư tăng vào đó, xin chư tăng vào nhà chùa cho phép nghỉ lại đó. Thì nói về nhà vua thì nhà vua suốt đêm không thể chợp mắt, vì cái lửa ái dục trong lòng thấy cái cô thiếu phụ đó. Và nói thật tình thật thì quý vị biết là vua thì biết bao nhiêu là cung phi mỹ nữ, nhưng trong cuộc đời này nó trái ngang lắm. Nó trái ngang cả là cái thích, cái mến của mọi người mà chúng ta không nói được. Thì kính thưa quý vị, thì vua mới trằn trọc và nhớ thương cái cô thiếp này. Thì khi mà đang nằm trằn trọc như vậy thì có bốn đang trằn trọc thì được nghe bốn cái âm thanh do bốn người ở trong địa ngục coi như là đến để la lối. Vua giật mình khủng khiếp,
thì vua hoảng sợ. Thì sáng hôm sau thì bắt đầu vua thức dậy mới hỏi, hỏi các quần thần hồi xưa, tức là quan tế tử á, hôm qua ta nghe cái chữ vú sa nó xô, cái này cũng giống như cái chuyện mà vua Bimbisara vậy đó. Cái này vua Ba Tư này thì nó có chuyện khác nữa, thì cái chuyện này chuyện ở địa ngục, con kia là ngạ quỷ. Dạ. Thì tự nhiên sẽ bắt đầu vua mới trình bày lại với các quan tế tư là ta nghe những cái tên như vậy thì không được rồi. Thì các quan tế tư mới nói rằng đây là chính là báo cho đệ hạ, bệ hạ biết một cái sự khủng khiếp sắp chết. Thì thế là mới làm một cái tế đàn chỉnh tế thật là lớn để cho vua mới vượt qua cái thoát nạn, và là tìm 100 nó voi, 100 ngựa, 100 bò đực, 100 bò cái, 100 dê, 100 lừa, 100 ngựa giống, 100 cừu, 100 gà, 100 heo, 100 đồng nam, 100 đồng nữ. Thì bởi nhiều như vậy, bởi vì đây chính là một cái tế đàn của Bà La Môn thời xưa. Dạ. Thì kính thưa quý vị, khi mà nghe cái tiếng la rên than khóc đó, thì như thế đó, thì Hoàng hậu Malika nó nghe cái tiếng kêu như vậy và được bà báo đến vua. Vua phải trình lên tại sao như thế. Thì kính thưa quý vị, thì hoàng hậu mới nói rằng tại sao vua làm như thế, tại sao mà vua không đến để hỏi Phật, trong khi vua phải cử hành tế đàn như vậy là biết bao nhiêu cái sinh linh đau khổ sẽ như thế. Thì thế là mới bạch trình lại, thì tạm mới thôi bây giờ bà ta mới kêu nó kêu nó thôi giờ đến gặp Phật đi. Thì khi đến gặp Phật á, đỉnh lễ rồi, hoàng hậu thay lời của vua để trình bày để cho Phật hiểu. Và đặc biệt tiếng âm thanh mà được cho là cái tiếng rên xiết của những kẻ xấu, những kẻ khổ bị khổ hình đó. Thì vua mới tò mò, vua hỏi Đức Phật vậy chứ, họ đã tạo cái nghiệp gì. Đức Phật mới kể lại do cái nghiệp quá khứ mà họ tạo. Và câu chuyện quá khứ này nó trải dài là nhiều, tức là ba bốn cái chuyện. Thì Đức Phật này mới xác định cho vua Ba Tư Nặc rằng, vua Ba Sinh Đế rằng, đó chính là những chúng sinh phạm cái tội rất là lớn lao ở trong địa ngục. Dú ở đây là tội ác, coi như là tạo ác, tạo ác nghiệp một đời ha. Chữ xá là 60.000 năm dài tạo ác nghiệp, địa ngục nó nấu sôi không khó có thoát. Cái chữ ná là chẳng có ngày mà thoát được, mà thoát được nó rất là khó. Sô tức là xin hứa chắc gần đây nếu tới sinh làm người sẽ làm những cái việc lành. Thì đó chính là cái chữ yếu sa na sô mà chúng ta nghe cái vua bên cái mà ngạ quỷ cũng như thế, coi như lõi lồ đến để báo mộng cho sở vương. Và đây là vua Ba Tư Nặc. Thì thì khi đó đó, thì sau khi mà nghe Đức Phật các ngài đọc ngài giải thích từng cái câu kệ như vậy, ông vua mới hiểu được rằng thì ra cái tội lỗi mà vua đã làm như thế nó rất là sai. Tại sao mà vua phải ép buộc người ta để tạo ra những cái điều đau khổ như vậy? Thì vua mới nói vua mới nói rằng hôm nay cũng mới biết được đêm dài đối với kẻ thức. Thì người lính hầu thì lúc đó cũng biết được, cũng chạy đến cô trong chùa đó thì mới hỏi rằng mới dạy rằng Thế Tôn, hôm qua con mới biết đường dài cho kẻ mệt. Và bắt đầu Thế Tôn ngài mới nói lên cái câu đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Và Đức Vua sau khi đó đi về để ra lệnh cho tất cả những cái người học của mình thả hết tất cái vật tế lễ, và cũng như là vua không có có chiếm đoạt cái vợ của cái người lính hầu này nữa, bỏ dạ.
kính thú. Đây là một câu chuyện mà nó rất là nghe thì chúng ta thấy nó rất là bình thường, rất là đơn giản. Thì Đức Phật ngày bên đây mới hỏi tiếp về cái quá khứ của hoàng hậu Mạc Lợi, tức là hoàng hậu Dina đó. Thì xưa kể rằng là xưa kia có một hoàng tử đến với cái cây đa, nếu có một thần phù hộ mới báo sẽ lấy của 100 vua, một trăm vua và hoàng hậu xứ Diêm Phù Đề này để tế thần. Thì khi vua Cha Băng Hà đó, hoàng tử giữ cái lời hứa đi chinh phục các nước và từng người một đủ 100 vua và hoàng hậu đem đến gốc cây, là định sẽ bắt uống thuốc độc để cho chết. Riêng hoàng hậu Dina của vị vua trẻ tuổi nhất được tha sống vì đang có mang. Thì thần cây sợ các hoàng tộc xứ Diêm Phù Đề bị tiêu diệt và rễ cây cũng bị ô nhiễm do lòng tin mù quáng, mà hoàng tử tự suy nghĩ không đủ và liền cầu cứu đến những thần khác, nhưng đều bị từ chối. Đến thần Chakrawala, tức là tứ đại thiên vương, cũng không nhận lời. Cuối cùng đến trời Đế Thích, thần mạnh dạn quỳ lên cho Đế Thích chịu trách nhiệm về cái dòng máu hoàng tộc đó được Đế Thích, và tuy nhiên không tiếp nhận của hoàng tử. Nhưng bài mưu, thần sẽ cho khoác áo và giả bộ cho vua thấy đi làm sao về và cầm giữ lại. Lúc đó thì sẽ ra điều kiện để hoàng hậu Dina của vua Ukkasena lúc đó mới hứa bà ta sẽ dạy giáo pháp cho nhà vua, đồng thời sẽ cứu mạng cho các hoàng hậu. Cái tích truyện này nó có nhiều cái liên quan. Rồi kính thưa quý vị, rồi thế là hoàng hậu Dina được đưa đến trước mặt chồng mình là vua Ukkasena đảnh lễ và cho dù ngồi và ngồi vòng qua vòng ngoài của 100 vua thua trận. Vua xứ Ba La Nại bị xúc phạm, tỏ thái độ bất bình, bèn nói: tôi có bổn phận với bệ hạ không? Vị vua của tôi đây là quyền lực, tại sao mà tôi có thể bỏ ông ta mà để bệ hạ? Thì thần cây mới tung hô, tức là đem ông vua để tới, ông vua của hoàng hậu Dina này tới. Thần cây mới tung hô trước mặt đám đông tụ họp. Thì hoàng hậu thật khẽ nói, vua Ba La Nại hỏi: bà không có thể, bà không đảnh lễ ta cũng được, nhưng không sao, phải đảnh lễ thần cây. Ông ta có quyền lực gì nhiệm màu mà ban cho ta cái quyền thống trị quy lực của một vị vua? Thì kính thưa quý vị, hôm nay đây chúng tôi nói tức là cái thọ thần á, từ thời xưa nó có cái chuyện thọ thần rồi. Ở trên cây nó có các vị thọ thần, mà nếu như các vị thọ thần người ta có cái phước lớn thì cũng khó đó, khó khăn đó, chứ có chuyện giỡn. Hay hoặc là các vị thần đó có những cái nguy hiểm, cho nên chúng ta chặt cây chặt gì đó chúng ta cũng cẩn thận là như vậy đó. Thì kính thưa quý vị, thì thế là hoàng hậu Mạc Lợi này, của tự hoàng hậu Dina này mới nói cho rằng thần cây á, nếu có quyền lực á, thì bây giờ thần cây nó đang bốc cháy, sao thần không có dùng phép nó tắt đi, thì thần cây lại tung hô như trước. Và đây là một câu chuyện để nói lên một cái quá khứ của bà hoàng hậu Dina thôi. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói đến cho quý vị về cái nghĩa của cái thế nào là cái đêm dài cho kẻ thức, đường dài, lưng hồi dài, thế nào là không biết diệu pháp. Chúng ta thật sự là may mắn tốt đẹp. Quả thật khi mà đêm dài đó mà chúng ta thức á, nếu chúng ta thức mà chúng ta lo lắng một cái chuyện gì đó thì nó rất là dài. Cái điều đó thật đó. Ngày mai có cái chuyện phải đi, phải lấy tiền lấy bạc, ngày mai phải đi làm cái này cái kia, phải giải quyết chuyện này chuyện nọ, thì nếu chúng ta ngủ được thì nó đêm thấy nó rất là dài, ngủ không được nó mệt mỏi lắm. Bởi vì Phật nói câu này rất hay là và ta đi kha cha nó cái tô đó tí, đừng có đêm dài cho kẻ thức, nó rất là mệt mỏi. Và đời con người chúng ta, tất cả chúng ta đã đang trong đây thì tất cả một số người đã hiểu được cái đêm dài, bởi vì chúng ta đã từng thức và từng lo lắng, từng có sự suy nghĩ, từng có những cái sự mệt mỏi đau khổ trong cái chuyện đêm dài này. Và cũng là từng người chúng ta cũng có những lần mà chúng ta bắt bộ, chúng ta đi trong cái sự mệt mỏi, đi trong cái sự sầu khổ, đi trong cái sự mà chúng ta gọi là
nó không có phương hướng á, thì cái đường nó dài, thật là dài. Hoặc là chúng ta là những người thất bại, hay là chúng ta vô vọng, mệt mỏi á, thì chúng ta thấy con đường đi nó rất là dài. Bởi vì đi, cái này nói về cái đi bộ, hay ngay cả đi xe cũng vậy, đó cũng là cái đường đi thôi. Nhưng khi tâm trạng của chúng ta buồn, chúng ta khổ ngày hôm nay, sao mà đường về nhà nó thật xa, khi chúng ta có những chuyện buồn, sao đường về nhà nó thật xa, sao mà nó khó, sao mà nó xa quá, rồi nó kẹt, rồi nó bị dừng lại, bị mà ngày hôm nay tức là bị kẹt xe dừng lại. Thì ở đâu cũng vậy, nó cũng có cái kẹt xe. Khi những tình huống, khi tâm tư mỗi ngày thì kẹt chút xíu, nó có chuyện gì, nhưng hôm nay cái tâm mình nó bực bội, nó khó chịu, thì thấy cái em, thấy cái thời gian nó rất là lâu. Chứ sự thật thời gian nó chỉ là bao nhiêu đó, chứ nó có chuyện gì. Yeah. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy đau khổ, chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi ở trong cuộc đời này là như thế đó. Mà kính thưa quý vị, nếu hiểu biết được cái chữ mà cái chữ dài ở cuộc đời này, thì nó dài với cái khoảng cách thời gian. Ngày bình thường á, mình đi con đường nó như thế, nhưng tại sao hôm nay chính là cái tâm của chúng ta nó đang khổ, tâm chúng ta nó đang u sầu, tâm của chúng ta đang bực bội. Chứ thời gian thì nó trôi qua 24 giờ nó là như thế. Nhưng điều mà cái tâm con người mình cảm thấy nó dài, cảm thấy nó mệt, thì kính thưa quý vị, nó đến một cái đường dài. Thì chúng ta thấy một hồi xưa đó, người ta đo thấy cái đường dài đó bằng một do từng là 16 cây số. Phải nói cái sức của người xưa nó rất là lẹ, nó rất là nhanh, và cũng là một cái sự đong đếm, đo đếm như vậy. Nhưng ngày nay nó như là một giờ mà chúng ta đi một hai cây số vậy đi. Thí dụ như trong một giờ chúng ta đi được 2-3 cây số, hay là 4-5 cây số km gì đó, thì chúng ta cảm thấy rằng nó rất là thường. Hôm nay chúng ta tập một cái đi kinh hành, nếu cái tâm của chúng ta bình thường, chúng ta đừng có quan tâm cái thời gian thì nó không có dài. Nhưng nếu mà quan tâm cái thời gian thì nó rất là dài. Bây giờ chúng tôi nói thực tế, khi chúng ta ngồi thiền á, quý vị hồi xưa nếu chúng ta ngồi thiền á, chúng ta cứ ngồi vào, chúng ta đừng suy nghĩ thời gian, thì nó qua một cách từ bình thường. Ngồi vào ngồi thiền hay tụng kinh hay học á, trời sao chồng nó lâu quá. Sao mà nó lâu quá. Hồi xưa đó quý vị biết, chúng tôi nhỏ, chúng tôi trong chùa vừa tụng kinh hay vừa bắt ngồi thiền, sao mà lâu quá trời lâu luôn. Chứ rồi nó tâm lý thật luôn. Khi nhỏ xíu mà bắt đầu kêu đọc kinh, rồi đọc cả bài xong bắt đầu bắt ngồi thiền. Nó bắt ngồi thiền 10 phút, 15 phút, 20 phút, nửa tiếng, nửa tiếng hồ. Thật là dài, thật là lâu. Như điều sự thì cái nửa tiếng nó chỉ là nửa tiếng, 10 phút là 10 phút, 15 phút là 15 phút thôi. Như điều lúc nó ngồi xuống đó, mình mong cho nó hết, mình mong cho nó tới, mình mong cho nó xong, thì tự động nó rất là lâu. Thì đây tâm con người nó thổn thức. Thì như thế nào? À, đến qua đến cái chỗ này nó rất là đặc biệt đấy. Đức Phật nói đối với những người ngu á, vì không hiểu biết cái đường luân hồi nó rất là dài, cái chữ samsara mà Đức Phật dạy này các tỳ kheo, sinh tử luân hồi là việc không thể biết được sự khởi thủy và điểm cuối cùng của trước kia, cũng không được biết đến một cách rõ đến hạn định của nó, thì cũng rất là dài. Thì chính Đức Phật nói nó rất là dài. Bởi vì nó dài, rồi tại sao dài? Bởi vì không thể biết được cái bước luân hồi của chúng ta đâu. Bởi vì
ở trong kinh có dạy mà, nước trong muốn biển nhưng mà ít hơn những giọt nước mắt sầu hơn, đau khổ tủi hơn mà tất cả chúng ta đã nhỏ xuống trong công cuộc sanh ly tử biệt ở cuộc đời này. Đó là như thế. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta biết được, mới thấy nó là một cách, phải nói là khủng khiếp. Dạ, cảm ơn cây lá dừa đó. Cây lá dừa trích được một đoạn, nó rất là đặc biệt mà chúng tôi vừa nói đó. Bởi vì cho nên, tại sao mà có câu rất là đặc biệt, nước trong bốn biển, bốn biển là cái gì, bốn biển mà tại sao nước mắt đau khổ tuổi hơn của chúng ta nhỏ xuống, sanh tử rất nhiều, đau khổ rất nhiều, trầm luân như thế, nó dài lắm, nó dài mênh mông từ trong quá khứ đến hiện tại và cả tương lai. Nếu không tu thì chúng ta phải trầm luân sanh tử đau khổ nhiều lắm quý vị. Chính vì vậy chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu ở trong cái cuốn Kinh Pháp Cú của Đại Đức Chí Tâm, Đại Đức Minh Đạt dạy cái câu đó rất là hay, thích nghĩa cái câu mà chúng tôi rất là thích. Anamattago Tago yang phikwe sangsaro puppa ko tinapanya yati yati tí. Này chư tỳ kheo, sanh tử luân hồi là việc không biết được sự khởi điểm, khởi thúy cuối cùng của cái trước kia, không được biết đến rõ ràng. Đối với người ngu si thì không có thể làm được, không có thể làm được đến hạn định cuối cùng. Bởi vì rất là dài, đúng rất là dài. Thì ở đó, nếu chúng ta biết được cái sự sinh tử của nó không thể biết, rồi nước mắt này hơn bốn bể là đau khổ rất nhiều, khóc như thế, và thân xác này đã bao đời dâu bể tan thương, rất là đau khổ. Thân xác này như là địa đại trên địa cầu này, cuộc đời này nó vậy. Chứ chúng ta không nghĩ, đừng có nghĩ rằng là chết là hết, đâu có chuyện đó đâu. Hay là mạnh được yếu thua, đừng có suy nghĩ như vậy là rất là nguy hiểm. Thì kính thưa quý vị, và cái câu cuối cùng, không biết chân diệu pháp, cái câu này rất là tuyệt vời. Sattamang avijjanatam. Chúng ta phải thật sự, tại sao mà Uttaratanang, Thamaratanang, Sankaratanang, Tinh năng, tức Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, hay là ân đức của Phật, Buddha của nát, nó là đặc biệt. Bởi vì chúng ta không dễ dàng khởi sanh lên cái thiện tâm được, không dễ dàng hiểu biết được cái nghiệp quả được. Mà chúng ta biết cái nghiệp luân hồi, cái trầm luân của chúng ta bị sanh ở các cõi, như là cõi bàn sanh, địa ngục, Atula, ngạ quỷ. Cái phước nó kém, nó thiếu, đến khi sanh ra trong cuộc đời đối khổ và tranh giành hiện hữu, tức là cuộc đời nó là một chiến trường để tranh, để đấu, để chúng ta sống. Đây chính là một điều rất là nguy hiểm. Mà chính vì cái chỗ mà chúng ta không hiểu biết được cái chân diệu pháp, cho nên mạnh được yếu thua. Và chúng ta nhớ, chúng ta thấy ở trong bầy đàn, sống cái bầy đàn nó mạnh được yếu thua, và nó cứ như thế, nó không biết gì hết trơn, và cứ như nó ăn rồi nó nghĩ rồi nó cứ rồi nó chết qua đời này qua đời kia. Quá thật, kiếp chúng sinh là vậy, nó không hiểu gì hết, nó không thể tương thân, nó không thể tương ái, nó chỉ tương ái với nhau
và nó sẵn sàng bảo vệ. Thí dụ như là coi như là như chúng ta thấy coi như là gà mẹ bảo vệ gà con, rồi cứ như thế mà một hoặc là cái con lớn nó sẽ áp lực cái con nhỏ, và cuộc sống nó cứ sầu quần như vậy. Và đây chính là cái sự khổ sầu của một kiếp nhân sinh. Và cứ như thế nó trầm luân sinh tử đau khổ ở đời này, chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể giải quyết được trong cái cuộc tử sinh của chính mình. Bởi vì gọi là vi nhân nan làm con người rất là khó, mà chúng ta đâu có hiểu. Con người còn có cái thiện tâm, chứ còn kiếp thú, tức là tâm bất thiện không ủng phí nhớ như vậy nha, nó khó có thiện tâm lắm, không có cái thiện tâm. Cái duyên phước của nó chỉ một cắt ngang một cái dòng thiện tâm đó, nhờ cái phước nghiệp của nó đời trước nó trở tạo lại, thì lúc đó nó có thể tác sanh bỏ cái kiếp khổ của nó. Nó y như là một cái sự sống, nó mãi mãi nó chết nó sanh lại, nó chết nó sanh lại, cái loài bạn sanh, cái loài súc sanh, vân vân, cũng như ở địa ngục vậy đó. Chết rồi tái sinh lại để chịu cái thảm cảnh, để chịu cái đau khổ một cách lâu dài, một cách mệt mỏi như vậy đó. Chúng ta cứ hiểu như vậy đi, tức là ở cảnh khổ đó thì chết rồi sanh lại, nó như là một cái mạng trường sinh vậy đó, để đối diện với cái khổ. Đến một lúc mà cái nghiệp khổ nó hết rồi, à, nhờ cái duyên phước, nhờ cái thiện căn thiện phước của nó trợ tạo lại, thì chúng ta mới được sanh, chúng ta mới được sanh về cõi trời, cõi người, hay là tổ sanh về cõi người, rồi tái sanh lại cõi người. Mà khi tái sanh lại cõi người đó, chúng ta thì là cõi khổ về, thì nó vốn trước là khổ. Nhưng nếu mà chúng ta có cái thiện tâm nó mạnh, cái điều tốt đó, thì tiếp tục đó, nó trợ tạo cho chính chúng ta cái tốt đẹp nữa. Chứ còn nếu như không, kính thưa quý vị, chúng ta đã đau khổ rồi, về được cõi người có một chút xíu, và thế là mạnh được yếu thua nữa, thế là làm nhiều cái điều ác nữa, tiếp tục tái sanh cõi ác nữa đó. Nếu mà không hiểu cái chân diệu pháp thì nó sẽ là nguy. Nhưng chúng ta hiểu được chân diệu pháp, chúng ta biết cái gì, biết trân quý cái việc lành, biết trân quý cái việc phước, biết trân quý cái việc mà mình cần phải phải nắm giữ, cần phải buông bỏ. Như là chính chúng ta mới hiểu biết được cái nhân quả, hiểu được cái chân diệu pháp. Cảm ơn Phật đã dạy cho con biết được nhân quả, biết tri ân Phật, bởi vì Ngài đã chỉ cho con đường, biết được những cái khổ đau của cuộc đời, thương phải xa, ghét phải gần, cầu không được, muốn không được là khổ đau này, và rồi tất cả phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, vân vân. Thì tất cả nhờ Phật như thế, chúng ta mới biết làm lành lánh dữ. Nhờ Phật như vậy mà hạ đau lưu tình, mà không dám coi như là để dồn người tới chân tường, còn biết tha thứ cho người, biết cảm thông cho người. Mà biết tha thứ cho người chính là tự mình là thứ tha cho cuộc đời mình ở trong một cái tương lai gần. Đừng gây oan kết, đừng gây đau khổ. Nhiều khi á, có cái câu nói á, tức là mạnh được yếu thua, hoặc là người ta tự người ta cho người ta hay, coi như là coi như nước sông không xâm phạm nước giếng xâm phạm sẽ trả lại gấp đôi. Chẳng qua đó là những người một cái tâm tính mà xấu ác, chứ sự thật ra cái tinh thần của Phật pháp thì có như vậy. Không có dạy cho cái người mà làm như thế. Và Đức Phật này cũng khuyên, luôn khuyên phải làm ác. Tâm ác khởi sanh thì quả ác, mà thân ác khẩu ác ý ác khởi sanh thì kết quả đau khổ. Mà thân ác, thân lành khẩu lành ý lành thì quả lành. Cái đó là thật quý vị. Sống nhiều khi mình nghĩ mình không cần phải phô bày cho người biết đâu, không cần trời biết đất biết đâu, mà tự mình biết, nhân quả biết là được. Mà đó cũng là một cái tính phước ba la mật rất lớn. Làm phước mà không cần phải biết, phải nhiều người biết, không cần phải không cần phải showroom, tức là không phải trưng bày đó, thì nó rất là tốt. Bởi chúng ta làm việc bằng cái gì? Bằng một cái ba la mật. Cũng như tu cần nói, tôi là cái tu chính chắn này nha, còn người khác là tu được nha, tôi phải tu như thế này thế kia, phải vậy.
cái việc tu á nó rất là bình thường, nó rất là nhẹ nhàng, chứ không phải là cách tu là tu đúng, thể hiện cái hành động tu nó đúng, mà kính thưa cái ý niệm tu nó mới đúng. Đây là một chánh tri kiến, anh phải hiểu một cách rõ ràng. Thì con không cần phải người để người lại, không cần phải nói rằng ta đúng đâu, mà cần bởi chúng ta phải được hiểu, hiểu được chân diệu pháp. Cái diệu pháp ở đây, đây chính là con đường. Đây là con đường khổ, đây là con đường đau khổ và con đường không còn đau khổ, con đường chấm dứt sanh tử. Chúng ta nhớ như vậy đó. Chứ còn cái con đường, cái là chánh hay tà, nó không có nằm ở miệng. Chánh hay tà nó không nằm ở cái thân, mà chánh hay tà nó nằm ở một cái chánh tri, chánh tầm của mình. Đó mới là một điều quan trọng. Bởi vì cái sự tu cần lắm những con người biết được cái diệu pháp. Biết được cái diệu pháp đó chính là pháp này nó chuyển mê khai ngộ đi khổ đắc lạc. Pháp này là nhân là quả, chứ không phải pháp này là thần thánh, pháp này là bùa chú, pháp này là mật khải, pháp này là ban rải gì hết. Không có. Mà chính là đề pháp đó là chuyển mê khai ngộ đi khổ đắc lạc, đưa chúng sinh vượt thoát khổ sầu. Và đó chính là cái gì? Đó chính là bát chánh đạo, con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát bờ mê. Đó đó, chính xác cho mình. Có nay một niệm quy về quy y chánh pháp Bồ Đề tự tâm. Cái này rất là hay. Không có con đường khác, và cũng không có một cái sự kính dấu mở, coi như là bí truyền gì cả, mà đó chính là tự tâm của chúng ta hiểu về chánh pháp một cách cao cả nhất. Và kính thưa quý vị, cái giá trị chánh pháp đó là giá trị trong lòng, nguyên một lòng chúng ta phải giữ đạo, chúng ta phải biết được cái chánh đạo trong lòng. Hoàn cảnh, điều kiện, tâm tư, tình cảm gì đó đừng có đổi thay. Một phút đau khổ gì đó được người, được một cái sự tiếp giúp, một phút đau khổ đó được một cái sự trống qua rồi chúng ta siêu, chúng ta ngã. Nói vậy chứ một thần nào quý vị đang bệnh cái rớt xuống cái nó ta là ban phép ban thần đây, cái là ngã đùng đùng hết trơn rồi. Đây là ông thần, đây là ông Phật chắc. Cái tâm tư kiểu đó là không có biết cái chân diệu pháp. Kẻ phàm phu làm được cái việc đó, bình thường họ có một cái thần lực hay có một cái tha lực bùa chú họ cũng làm được. Họ có thể đi nước, đi sông, hoặc là họ có thể cho chúng ta những cái điều mà vừa ý trong hiện tại. Nhưng chúng ta là người biết chánh đạo thì chúng ta không bao giờ còn ngục ngã. Đây tính là sai, đây là không đúng. Thì kính thưa quý vị, để chúng ta một lòng vững tâm, để chúng ta đi theo con đường chánh giáo, đi theo con đường Phật đã dạy, và nguyện một lòng giữ đạo, theo đạo, bảo vệ cái sự uy nguyên, những cái lời nói mà nguyên thủy, người nói mà bổn nguyên của Phật đã dạy. Dạ. Thì đừng có sợ, đừng có lo gì, bởi vì chúng ta phải nêu cao ngọn cờ chánh đạo, nêu cao ngọn cờ diệu pháp trong lòng ta, cũng như có thể ở bên ngoài, vân vân tùy duyên. Sư con đã điều thuyết giảng qua cái câu Phật cú số 60 là như vậy. Ở trong phẩm Pa La Quốc Gá, tức là phẩm ngu nhân đầu tiên, là câu Phật cú này. Xin kết thúc thời giảng thức ở đây. Trước khi dứt lời cực dân, vẫn là thần đức đại lợi thất tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chúc cho các vị chư thần chư thiên hộ trì ở tại chùa Vũ Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, cũng như hướng nguyện đến các vị chân linh, ký linh, các bậc thiền tổ đó có bản và thân mặt quý tụ của chúng tôi. Quý vị xin tất cả được an lạc, được tấn hóa, và mong cho nạn dịch Covid chóng đi qua để tất cả chúng sinh được an cư, được lạc nghiệp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 60 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, chúng con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, kính nhân Mít Đính Sư.
Dạ, chúng con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được đồng quen phước báo. Dạ, kính dân mít đến sư. Bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa bhutanu phavena sada sotthi phavantu te. Bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhammanu phavena sada sotthi phavantu te. Bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa sanghanu phavena sada sotthi phavantu te. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, tất cả sự thạnh lợi thường thường đến người. Sikhiya chanagatha sikthamatu 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 idang phalang etasming ratanatayasming sambasadana che tasong. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo. Xin lỗi. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ, đề quá ta san ti quý ha ra hoa si ni. Thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình. Ta tham ma đa đề na pa văn tu vô chi ta. So thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê. Thê ra cha mát cha na hoa ca cha bít ca vô. Sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra. Sa pa na bu ta su chi ta pa văn tu tê. Cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma va rằng ba ti cha te sap be pi luk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha tha ra cha put ga la sang khô hô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khăn tu sắc thầm mô sắp bề bi sầm ma cha ri nô quốc thêm sầm pha khu này ya ma thầm ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống nít.